Chương trình được bảo trợ bởi Fight Japan Đông Trùng Hạ Thảo, bồi bổ sức khỏe toàn diện. 888-808-0168, FightJapanUSA.com. Chương trình được bảo trợ bởi Fight Japan Đông Trùng Hạ Thảo, bồi bổ sức khỏe toàn diện. 888-808-0168, FightJapanUSA.com. We'll be right back.
Chương trình được bảo trợ bởi Fire Japan Đông trùng hạ thảo, bồi bổ sức khỏe toàn diện. 888-808-0168, firejapanusa.com. We'll be right back.
cũng không thành hay quá, hay quá. Công nhận chơi nhạc Campuchia nghe hay quá. Xin chào các bạn và các anh chị. Welcome back to Tuesday Night Show của Lung Tung Sàng. Hôm nay chúng tôi vẫn không quên bắt đầu bằng sự cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn ủng hộ anh em chúng tôi bằng cách Zelle, Venmo và PayPal. Đặc biệt là nhấn cái nút subscribe cho tụi tôi và share. Thank you, xin cảm ơn anh Lợi, Nguyễn, Super Chat. Thank you. Mà Lung Tung Sàng có tồn tại lâu hay dài là nhờ cái nút nhấn của các bạn đó. Cảm ơn. Giờ hôm nay Lung Tung Sàng mời lại sự trở lại của anh Lê Toàn, mà lần này đặc biệt anh trở lại với toàn những tình khúc nhạc Pháp rất là nghe đi rồi biết. Wow. Welcome Lê Toàn. Back, anh Lê Toàn. Thank you Lung Tung Sàng, thank you Tuấn, Doanh, you, Dũng anh. Và Kiệt. Hôm nay Lê Toàn rất là vui mừng đã có dịp trở lại, nôn bao nhiêu lâu nay mới được trở lại với Lung Tung Sàng và bây giờ đã có mặt tại đây tối hôm nay. Và một chút nữa Lê Toàn sẽ có surprise cho quý vị. Bây giờ có nói gì nữa không? Trước hết Lê Toàn xin rất cảm ơn tất cả quý vị nào đã ủng hộ cho Lê Toàn cái show tháng 7 vừa rồi. Một sự bất ngờ, Lê Toàn làm cái show cho vui mà thành công rất là vĩ đại. Và Lê Toàn cũng xin loan báo cùng quý vị là Sunday tuần tới, tức là 5 Tây tháng 9, Lê Toàn sẽ có mặt tại The Rose Center lúc sớm, nhưng mà sau đó 7 giờ thì The Rose Center sẽ mở cửa cho quý vị vào để họ trình chiếu screening cái phim Songs of Little Saigon, một cái phim rất là đặc biệt, một cái phim tài liệu featuring 8 nghệ sĩ, tức là nói về tâm tình của các nghệ sĩ vượt biên qua Mỹ và thành danh hoặc là còn hoạt động. Trong đó có Lê Toàn. Lê Toàn mong quý vị sẽ có mặt tại đó. Producer là cô Tina Huỳnh và đạo diễn là James Rell sẽ có mặt tại đó. Xin mời quý vị. Mời quý vị tới coi nha. Nhưng mà theo thông lệ thì phải vô một cú mới ra Lung Tung Sàng, đúng không? Trước khi anh hát. Bữa nay đờn phê quá, phải vô với anh em. Vô bà con ơi, vô. Xin mời. Vô, Hào ơi. Vô, mời. Hào Thảo là vô luôn đi. Giờ cái nào đi? Rồi, bây giờ muốn anh giới thiệu không? Lê Toàn xin gửi đến quý vị một trong những bài tủ của Lê Toàn mà hát mấy chục năm rồi vẫn chưa chán. Đó là bài Nostalgia của Julio Iglesias. Bài này với anh sắm mấy cái nhà rồi à. Không dám đâu. Rồi, ready? Nostalgie, on se ressemble. Tu es tendre, moi aussi. Nostalgie, je pense à elle. Je l'appelle dans la nuit, elle vivait là-bas, au pays du froid, où le vent souvent m'emporte en rêvant, il neigeait du feu, il pleuvait. Elle était jolie, nostalgie. Nathalie, elle la distancia, tu ricordo, vive en mi.
Yo que fui tu amor del alma y a tu vida tanto di que será de ti donde estás que ya a mi atardecer yo no suelto más que te cuidará vivirá por ti quien te esperará C'était la folie, nostalgie. Parfois sur la mer, quand la nuit est claire, son prénom fait vivre nostalgie. Bài bất hủ, và cái bài này là anh kiếm mấy được mấy căn nhà thì em đánh cái bài này em cũng mua được 2 miếng đất rồi đó. Nhưng mà một miếng của em nó vừa đủ cắm cái cây sào và 2 miếng cắm 2 cây hai đầu cái phơi đồ. Miếng đất phơi đồ à. Anh Lê Toàn, từ ngày lên với Lung Tung Sàng đến giờ anh có làm một cái show đúng không, rồi anh nói là thành công, rất là thành công. Và Lê Toàn cũng đang plan cái New Year's Eve 31 tháng 12, tức là tối thứ sáu đó, nhưng mà phải coi tình hình Covid ra làm sao nữa. Chứ bây giờ thì người ta đã ghi danh cũng khá nhiều. Hồi nãy anh quên nói là lúc mà anh cắm cái đờn cho nó hơi nervous, tại vì ở đây Khanh nó rất là kỹ, mà nếu mà cắm lộn xộn nó là sẽ là XLT, tức là xẹt lung tung. Cắm lộn xộn là xẹt lung tung. Lần trước anh nói Lê Toàn xỉn à. Lê Toàn xỉn là bữa nay chắc chắn sẽ xỉn, tại bữa nay uống bia. Nhưng mà dạo này em thấy anh sinh hoạt là thể dục thể thao nhiều lắm phải anh Lê Toàn? Thì cũng có thời gian tập thể dục hả? Lớn rồi phải cố gắng bơi lội, với lại đi xe đạp, với lại vô gym tập, với lại ăn uống cẩn thận một tí xíu đó. Thì đó là cái tiêu chuẩn getting old. Một ngày một ly whisky có tốt không anh Lê Toàn? Nếu mà máu tốt thì tốt. Anh không dám uống, nhưng mà nếu thiệt ra đó, cái wine nó rất là tốt cho những người mà muốn bổ tim. Mà cái đó là mình phải take advice của bác sĩ, chứ không thôi mình nói lộn xộn thì không được. Đúng rồi, bác sĩ nói là một ngày một ly whisky là rất là tốt. Nhưng mà đây Khanh nó dồn lại cái nó làm chai vậy cuối đó. Tuần tuần cái nó làm chai luôn rồi vô đi, vô đi. Vậy mình vô vậy là uống phải rải đều vô rồi. Vô nè Tuấn, có kiệt đó của mình ơi, có rồi kiệt mà lên tiếng là hiếm lắm đấy nha. Giờ này nó nói nhiều lắm anh, giờ này lột lưỡi rồi. Tuấn Co thành phố Vinh vô với anh cái nè, nhớ chờ anh mấy cái đầu heo nha. Bữa nay mình quên là thiếu Nghĩa Sữa, nhưng mà có anh Dũng ở đây, thấy không? Có Nghĩa Sữa nó uống sữa không, chán lắm anh ơi. Dũng còn uống bia, vô anh Dũng. Rồi mình hát tiếp ha, anh Lê Toàn hả? Rồi hát tiếp thì bây giờ Lê Toàn xin gửi đến quý vị một bài cũng là khá xưa của Engelbert Humperdinck, đó là bài The Last Waltz. Bài này là anh mua xe hơi luôn á. Khoan, cho anh nghe cái tiếng bass ở trong headphone anh chút xíu, nó không có bass. Ủa, có chừng anh theo ngữ
Anh phải ấy sát vô. Ở đây mà đè, ai dám đè. Kêu Duy ra đem ấy cho anh Toàn. Quý vị thấy ở đây chúng tôi rất là tự nhiên, coi như trong nhà vậy đó. Rồi, ngon lành, ấm áp. Ok, the last waltz. I wonder should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you out the corner of my eyes, a little girl alone and so shy. I had the last waltz with you, two lonely people together. I fell in love with you, the last waltz should last forever. But the love we had was going strong. Through the good and bad we'd get along. And then the flame of love died in your eye. My heart was broken too when you said goodbye. I had the last waltz with you, two lonely people together. Last waltz should last forever. It's all over now, nothing left to say, just my tears and the orchestra play. Anh Toàn ăn gian mấy mấy bài hay, anh hát ngắn ngủn à? Không phải đâu, anh không có ăn gian nhưng mà anh hơi khôn là tại hát ngắn như vậy sẽ hát được thêm bài, không nhiều bài hơn. À, ý anh là muốn hát nhiều chứ vậy? Đó, đó. Ăn gian chỗ đó đó. Chứ một bài mà Lê Thê hát được có hai ba bài à, uổng lắm. Nhân đây Doanh xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã ủng hộ cho chương trình từ đầu mới đó, cũng là từ tháng 3 đến giờ ha, cũng là mấy tháng rồi. Cái công ty đầu tiên mà luôn luôn ủng hộ anh em chúng tôi, mặc dù chưa biết anh em chúng tôi làm được không nhưng mà vẫn ủng hộ từ đầu, đó là công ty Fly Japan. Một công ty mà rất là thương anh em chúng tôi và muốn anh em chúng tôi tồn tại lâu dài. Xin mời quý vị theo dõi phần quảng cáo của công ty Fly Japan. Xơ gan, gan nhiễm mỡ và ung thư gan là bệnh lý nguy hiểm cho cả đàn ông và phụ nữ. Cuộc sống hàng ngày với không khí ô nhiễm, ăn nhiều thức ăn nhanh, uống bia rượu và hút thuốc lá sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Fine Japan, tập đoàn thực phẩm bồi bổ sức khỏe với kinh nghiệm gần nửa thế kỷ từ Nhật Bản, với nghiên cứu và công nghệ vượt bậc cho ra đời nước uống dưỡng gan Nhật Gan Khen Dược, với chiết xuất từ nghêu đen, tinh chất nghệ, ornithine, vitamin và dưỡng chất giúp bồi bổ gan, hỗ trợ điều trị, đồng thời mang lại năng lượng khỏe khoắn, cải thiện giấc ngủ, các bệnh về da, tiêu hóa và giải rượu tuyệt vời. Mỗi ngày một chai nâng cao chất lượng cuộc sống. Xin gọi Fine Japan USA 888-808-0168, 888-808-0168. Rồi vô, welcome back. Vô gì, vô rượu hay là vô nhà? Vô rượu đi anh. Ở đây mà nói vô hay confused lắm. Không, mà thiệt ra người ta nói uống bia nhiều không tốt.
Dạ, uống rượu nhiều mà không sao. Anh thấy mấy người chết nó để toàn mộ bia không, đâu ai để mộ rượu đâu. Đúng rồi, chính xác. Rồi, trước khi hát tiếp tục, Lê Toàn xin rất cảm ơn quý vị và các bạn các phương xa đang theo dõi chương trình. Và nếu mà quý vị miss hay các bạn của quý vị miss thì có vẻ có thể trở lại để coi rerun, phải không? Và nhớ subscribe và like. Thank you. Anh giới thiệu bài tiếp. Sau đây là một bài nhạc Pháp cũng xưa và Lê Toàn được yêu cầu rất là nhiều, đó là bài Emmanuel. Okay. Ready? Mélodie d'amour chantait le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chantait le cœur d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant, tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, pour être sage, l'amour étant trop long voyage. Mélodie d'amour chantait le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chantait le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es ensemble devant les hommes comme un soupir sur le désir. Tu es si belle, Emmanuel, cherche le cœur, trouve les pleurs, cherche toujours, cherche plus loin, viendra l'amour sur ton chemin. Mélodie d'amour chantait le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chantait le cœur d'Emmanuel qui fait corps à cœur déçu. Emmanuel, xin cảm tạ quý vị. Nhạc hay là nó ngắn ta kỳ. Tại mình hát theo original, không có thêm không bớt. Nhưng mà sẽ dư giờ và sẽ hát cho quý vị thêm nhạc nữa. Đó, cái điều là nó như vậy. Sao bạn? Bây giờ sao đây? Cái gì đây? Sau đây chúng tôi xin quảng cáo phần t-shirt. Oh. Đó, t-shirt mà làm t-shirt mà làm cho dữ mà không thấy bán được cái nào hết. Alo, alo, quẹo vô bà con ơi, quẹo vô bà con ơi. Lung Tung Sèn bữa nay đã có áo cho các quý khán giả yêu thích. Quý vị khán giả có thể đặt mua các sản phẩm áo qua đường link của phần nội dung bài post tại trang Facebook hoặc là kênh YouTube của Lung Tung Sèn. Cùng chọn ngay và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời với Lung Tung Sèn. Bà con ơi, mãi vô, mãi vô. Công ty Chả Lụa Sài Gòn thành lập từ năm 1985, chuyên sản xuất các sản phẩm thuần túy Việt Nam, chả lụa, chả Huế, chả chiên, chả bì,
thịt nguội, pate, giò thủ, chả gà, chả bò và nem nướng. Dưới sự kiểm tra của Bộ Canh Nông Hoa Kỳ, USDA, hoàn toàn vệ sinh, sử dụng thịt và vật liệu cao cấp nhất. Công ty ship hàng free trên toàn 48 tiểu bang, Hawaii và chỉ 10 đồng shipping cho Alaska. Để đặt hàng hay cần thêm chi tiết, xin gọi 800-931-8366 hay vào trang web chalua.saigon.com. Dịch vụ địa ốc Anna Real Estate. Quý vị nào cần mua bán nhà, đất, cơ sở thương mại, hàng quán v.v. xin vui lòng liên hệ cô Trang Đặng, số phone 714-675-5722 để làm việc trực tiếp và tư vấn tận tình. Phòng thu âm karaoke nhạc sống TNT. Làm nhạc beat karaoke chuyên nghiệp. Thu karaoke theo nhu cầu. Thu nhạc sống one man band hay full band. Xin liên lạc Tuấn Jo, số điện thoại 714-657-4547, email tuấnjodang@gmail.com. Công ty Thế Giới Cá Coi, tọa lạc tại Bình Dương, Việt Nam. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thức ăn cho cá coi được sản xuất từ Nhật Bản với chất lượng quốc tế, vận chuyển siêu tốc toàn cầu, giá cả cạnh tranh và tư vấn nhiệt tình. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại +84 908 786 781 hoặc truy cập website thegioicacoi.vn. Công ty Thế Giới Cá Coi, bạn đồng hành thân thiết của những nhà yêu cá coi. Thượng Nguyên là một thương hiệu lâu năm cung cấp tất cả các loại máy chế biến gỗ sản xuất từ Đài Loan, Ý, Nhật Bản với chất lượng tốt. Được phát triển bởi chuyên gia Đài Loan có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến gỗ, tọa lạc tại Bình Dương, Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên hệ +84 902 985 898 hoặc truy cập website tnmaychebiengo.com. Turn off your phone, guys. Điện thoại, điện thoại. Đặt. Make sure in ear, ai đeo in ear phải sát vô tai nha. Anh em tắt phone nha, đã nói đánh show rồi không được nhận show mà đang lên sân khấu mà nhận show hoài. Thôi không nhận show nữa. Là nói với làm, cô làm như đắt lắm vậy. Nên là có anh nào nói với Đào là đi chơi xa mà tự nhiên thấy hiện lên cái hiện lên mặt ảnh là Đào kiếm. Ok. Dạ. Để anh Toàn giới thiệu. À, kính thưa quý vị, hồi nãy Lê Toàn nói là hôm nay có cái surprise rất là đặc biệt. Thì kính thưa quý vị, đây là surprise trong cái show tối hôm nay. Yeah. Lê Toàn xin giới thiệu sự công tác của nữ ca sĩ Vasa Diệu Nga. Oh yeah. Cảm ơn anh Lê Toàn. Dạ, cảm ơn anh Doanh, tất cả anh trong ban nhạc rất là dễ thương. Vasa Diệu Nga xin gửi lời thân ái đến các quý khán giả đang là theo dõi chương trình Tuesday Night Show hôm nay với lại Lung Tung Sàng, một cái tên rất là dí dỏm, rất là dễ thương. Và hôm nay Vasa rất là vui được làm một khách mời trong chương trình của ông anh của mình, rất là đa tài quý vị, rồi chơi guitar, rồi đủ thứ nhạc cụ, rồi còn hát, rồi cũng bao nhiêu năm nay. Không biết bao nhiêu nữ ca sĩ là ngồi bên cạnh của anh, nhưng mà đêm hôm nay thì em được ngồi bên cạnh với anh và sẽ chia sẻ với quý vị, gửi tặng một số bài cho quý vị, cho đêm hôm nay nó có màu sắc chút xíu vào ngay. Yeah. Lê Toàn và Vasa sẽ duet hai bài. Đặc biệt cái bài đầu tiên là một bài mà Lê Toàn và Vasa trong 2019 đã tập để soạn cho năm 2020 để hát trên Queen Mary, right, cho cái nhóm New Zealand Alumni. Ừ, dạ đúng rồi. Mà nhóm đó là làm rất là đặc biệt, nhưng mà tuy nhiên bị cái Covid cho nên cancel hết. Tối hôm nay Lê Toàn xin thay mặt anh Bích và chị Hồng xin tặng bài này cho tất cả các quý vị khắp phương xa toàn thế giới thuộc trong nhóm New Zealand Alumni Group. Đó là bài Mùa Thu Mây Ngàn của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Thank you.
Chiều nay có mùa thu đi về, buồn vương mây ngàn giăng khắp nơi. Mùa thu bơ vơ đến bên trời, dù tóc em suối nguồn gọi hồn hồng gió. Ngày mai chúng mình xa nhau rồi, cầm tay em nhìn sao không nói. Chiều nay mưa bay khắp phố nhỏ, mưa ướt đôi vai mềm, buồn lây làm gót chân em. Tay em khẽ nói, ngày mai anh đi rồi, anh có buồn gì không? Buồn không hỡi người đã đi rồi, tìm đâu những ngày qua em ơi. Con nóng quá. Một bầy năm con ngỗng đực, tự nhiên nó có thiên nga vô cái là khác liền ha. Đúng đúng mà ông nói gươm lạc này, nói vậy lạc mà đúng. Thì đúng mà, thấy nó tươi hẳn liền. Năm ngỗng đực ngồi hết chán quá, phải có bông hồng mới tươi được. Thiên nga xuất hiện là khác liền. Dạ, quý vị đã nghe anh Lê Toàn đã hát cũng một số bài Pháp rồi phải không anh? Thế mình phải thử thách cái tài năng của anh Lê Toàn chút xíu. Là anh còn hát được những tiếng gì khác nữa?
tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Mẹ, tiếng Ý. Có tiếng Tàu Lao. Tàu là Tàu Lao đó. Tức là mình hát mà mình không hiểu. Nhưng mà tiếng Mẹ thì hiểu sơ sơ, có chữ mức chữ không. Bây giờ sao? Thế thì bây giờ anh muốn hát một bài để tặng cho quý vị có một cái ngôn ngữ khác nhé. Thì hôm nay thì chắc là Vasa và anh Lê Toàn xin gửi lại đến quý vị một nhạc phẩm cũng khá nổi tiếng, chắc ai cũng biết hết. Bài hát Kisas. Khoan khoan cho tụi anh vô một cái. Dạ. Anh vô cái. Ok. Mời, mời các bạn. 1, 2, 3, vô. Vô. Nãy giờ muốn vô mà không mời Vasa là hư lắm đó. Rượu ngon. Bài Kisas. Rượu ngon, nhạc hay. Quý vị ở nhà nhớ cùng ly nha. Rồi. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando. Y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Alo, alo, quẹo vô bà con ơi, quẹo vô bà con ơi. Lung Tung Sèn bữa nay đã có áo cho các quý khán giả yêu thích. Quý vị khán giả có thể đặt mua các sản phẩm áo qua đường link của phần nội dung bài post tại trang Facebook hoặc là kênh YouTube của Lung Tung Sèn. Cùng chọn ngay và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời với Lung Tung Sèn. Bà con ơi, mãi vô, mãi vô.
Alo, alo, quẹo vô bà con ơi, quẹo vô bà con ơi. Lung Tung Sèn bữa nay đã có áo cho các quý khán giả yêu thích. Quý vị khán giả có thể đặt mua các sản phẩm áo qua đường link của phần nội dung bài post tại trang Facebook hoặc là kênh YouTube của Lung Tung Sèn. Cùng chọn ngay và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời với Lung Tung Sèn. Bà con ơi, mãi vô, mãi vô. Và không quên cảm ơn những nhà tài trợ cho Lung Tung Sèn bằng Zelle, Venmo, PayPal, Super Chat. Xin cảm ơn Cân Đoàn, Thu Cao, Hen Tạ, Anthony Đoàn, Thanh Phạm, Christine Trần, Nhân Trần. Xin cảm ơn các nhà tài trợ và xin nhớ nhấn dùng cái nút. Nhấn rồi nhấn lần thôi, đừng nhấn lại. Subscribe rồi nhà làm nhấn. À, và các bạn nào có business house hay là quán hàng, quán mua bán gì cần cần quảng cáo thì xin liên hệ với Lung Tung Sèn. Yeah. Lung Tung Sèn cũng sẽ hỗ trợ chuyện đó. Với giọng đọc của anh Tuấn Châu không? Và Sa có nói gì không em? Sao? Dạ, bây giờ em muốn em nói, em muốn em hát. Nói trước hát sao? Nói trước hả? Dạ, có lẽ là hôm nay trời không khí ấm cúng vui quá. Vasa muốn gửi tặng đến quý vị chắc là một số bài. Năm nay là cũng coi như là cũng kéo dài cái mùa Covid từ hồi năm ngoái tới bây giờ các anh em không có đến gần với nhau để hát được thì được hôm nay thì cũng vẫn phải livestream. Thì trong một những người mà cũng là một nạn nhân của Covid là một nhạc sĩ như là Lam Phương ví dụ như vậy thì rất là đáng tiếc, và Vasa cũng tối hôm nay cũng muốn gửi tặng quý vị một bài hát của cô nhạc sĩ Lam Phương. Bài hát này mang tên Một Mình. Khoan khoan. Sao? Có Tân Đoàn gì nói dễ thương quá Dân. Nói sao? Tuyệt quá, nghe muốn nín thở tuột quần luôn. Trời. Không, trước khi tức là nói mình không biết là khen mình chơi hay hay là chê mình chơi dở mà nghe mắt muốn tuột quần luôn á. Trước khi Ba Sa hát á, cho hỏi Ba Sa là trong cái năm ngoái là cái mùa dịch á thì nghe nói Ba Sa là làm về massage là dentist rồi. Dạ thưa không, em không có nhìn răng, em chỉ có coi mắt thôi. Thì bên ngành đó thì Ba Sa có vẫn làm không hay là Ba Sa vẫn... Dạ thưa vâng, em vẫn là về ngành nhãn khoa thì đó là cái nghề nghiệp mình có lẽ là đã học theo con đường đó, nhưng mà bên cạnh đó thì từ lúc bé thì vẫn là đam mê âm nhạc lắm anh, thì có lẽ là không bao giờ ngưng hát, không bao giờ nhưng thưởng thức những cái gì mà nó mang cho đời sống nó phong phú hơn một chút xíu. Cho nên mới có đêm hôm nay, phải không? Yeah. Ủa, cái nghề em là coi mắt hả? Dạ. Yeah. Em làm lâu chưa? Dạ, cũng lâu lâu. Lâu rồi rồi. Lâu cỡ nào. Mà em lựa được ai chưa? Chứ là Việt Nam đi coi mắt là đi lựa người yêu em đó. Em xem tâm hồn người khác hay người khác chưa được xem tâm hồn của em. Nhiều khán giả vậy là vẫn còn một mình phải không? Thì khán giả cứ thắc mắc Vasa, lại nghe giọng hay quá mà chắc muốn biết thêm về Vasa thì Vasa nhân điện để giới thiệu cho khán giả Lung Tung Sèn biết về Vasa chút xíu được không? Dạ, thì cũng cũng không có gì để mà giữ bí mật đâu. Vasa thì cũng như anh nói thì cũng trong nghề nhãn khoa cũng một số năm. Bên cạnh đó thì Vasa cũng đã coi như là thực hành những một cái số chương trình, như là vài năm trước thì có làm live show chung với lại các anh nghệ sĩ như Quang Dũng rồi Thanh Trúc rồi Justin và Hoài Phương. Thì đêm hôm đó là đêm ra mắt CD đầu tay của Vasa mang tựa đề là Giữa Khung Trời Xa, một sáng tác mà Vasa và anh nhạc sĩ Nguyễn Nhân cũng đặt lời cho bài hát này. Thì sáng tác bài đó thì tụi em bỏ vào một cái CD mới, thì đó là CD nhạc thậm chí là ngoại quốc thôi, thì bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng
còn tiếng gì nữa em quên mất rồi. Tiếng Việt thì một CD riêng. Vâng, thì nói chung nó là quan trọng nhất. Dạ vâng, những bài hát Bác Hủ ở trong CD đó. Vì thì cũng gần đây thì Vasa cũng hoàn tất cũng có làm một số MV nhạc ngoại quốc, nhạc Việt, thì em cũng mới làm xong một MV mới cách đây vài ngày. Thì em hy vọng quý vị cũng theo dõi trong trang của Vasa Diệu Nga thì sẽ đón xem một cái MV mới rất là cái khía cạnh rất là khác lạ của em. Từ xưa tới giờ ai cũng biết là em hát nhạc thính phòng nhiều hơn, nhưng mà đây là khía cạnh rất là mới mẻ quý vị ạ. Quý vị đón xem. Lê Toàn cũng có dịp hát với Vasa một sáng tác của chị Bích Phượng, đó là bài Đến Vì Tình mà Lê Toàn đã viết lời Pháp và có trong CD của Bích Phượng. À đúng. Pour l'amour. Đúng rồi. Pour l'amour. Lần sau mình hát nha. Anh Toàn, ở đây em thấy có khách yêu cầu anh nói thêm về cái show tháng 9 gì của anh đó. Ok. Chủ nhật tuần tới, tức là đây không phải là cái show kính thưa quý vị, là một buổi ra mắt, tức là screening của một cái movie, một cái phim tài liệu, documentary movie mà đã được thực hiện cách đây 3 năm với đạo diễn James Real và producer là cô Tina Huỳnh. Trong đó gồm có những, ngoài Lê Toàn ra có nhạc sĩ Lê Văn Khoa, nhạc sĩ Khánh Hồng và có một số nhạc sĩ ví dụ như là Đạt, không biết họ Đạt gì anh quên mất rồi. Đạt đánh guitar rất là hay, và có Phạm Hà, và có vài nhạc sĩ cổ điển nữa. Thì đây là một cuốn phim tài liệu nói về những người nghệ sĩ vượt biên qua đây, một hoặc là thành danh hoặc là vẫn còn hoạt động mạnh, và trải qua những nghệ sĩ đó tâm sự tâm tình về cái cuộc hành trình từ Việt Nam qua nước ngoài và như thế nào. Có nói chút xíu về chiến tranh Việt Nam để mà cho nó, vì tại vì nó liên hệ tới mỗi người. Riêng Lê Toàn thì ông James rất là cảm kích với nhạc phẩm Hát Cho Một Quê Hương mà Lê Toàn đã sáng tác trước khi rời Việt Nam năm 75. Và Lê Toàn đã thâu vào dĩa 45 khi ở Hawaii, thâu với ban nhạc The Family Love, tức là ban nhạc gia đình của Lê Toàn đó. Thì trong phim đó sẽ có nói nhiều về bài hát đó. Mong quý vị sẽ đến The Rose Center lúc 7 giờ tối, Sunday, tức là Chủ nhật 5 tây tháng 9 sắp tới đây, để mà xem phim đó. Hình như là quý vị nên lên cái website là songsofleadersaigon.com để ghi danh, để cho họ sắp xếp chỗ ngồi. Họ rất là cẩn thận vì vấn đề COVID, cho nên họ chỉ mời vào half capacity, tức là nửa rạp, và sẽ có social distance, và quý vị cần nên đem khẩu trang. Bây giờ em chưa coi mắt được ai thì em còn một mình thì em xử đi. Bây giờ mình xử bài một mình. Xin mời quý vị nghe sau đây. Tình duyên trăm mối.
cơ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa ở đây tới năm con dịch được mà em nói sao mà em một mình. All by myself. Yeah. Anh Lê Toàn, giờ thôi chắc anh hát bài gì cho mọi người vui vẻ đến tí xíu đi, em làm mọi người hơi bị trùng không khí tí xíu hả? Khoan chờ em xíu. Xin giới thiệu tới các bạn là vào ngày thứ 6, tức là ngày 15 tây tháng 10, nhằm ngày thứ 6 sẽ có một cái live show của chị nữ hoàng nhạc gia, đó là chị Tuyết Loan. Và bên cạnh đó có khách mời là Thanh Long Bass, Mai Lệ Huyền, Phương Hồng Quế, Thiên Kim, Tuyết Hương, Hoài Thương và MC Trần Quốc Bảo. Và cũng là Lung Tung Sàn lo cái phần đệm nhạc cho chị Tuyết Loan. Cái đêm 15 tháng 10 đó sẽ được tổ chức tại nhà hàng Golden Sea, địa chỉ là 9802 Catella Avenue, Anaheim, 92804. Mọi liên lạc đặt vé xin liên lạc với Tuấn Châu, 714-657-4547. Xin quý vị ủng hộ cho chị Tuyết Loan. Bao vui ạ, phải không? Chương trình này bao vui ạ. Hay thì không biết chứ vui thì vui rồi đó. Thì quý vị nhớ đặt vé nha. Nhanh chân thì còn, mà chậm chân thì chắc cũng còn luôn. Rồi.
Rồi, bây giờ vậy thì chắc là mình hát một bài vui đi hả? Ủa nãy giờ đâu có bài gì buồn anh hay thôi chứ đâu không, có chuyện nhanh, buồn ý anh nói là bài nhanh không muốn một mình. Bây giờ bài kế tiếp là bài L tiếng Tây là tức là em hoặc là nàng hoặc là cô ấy, nhưng mà từ từ cái là thành bà không thách được cứu được không mất đâu phải không? L là cái còn tên gì nữa không, còn dịch ra gì nữa không, tức là về phái nữ đó. Ok, thank you. Ready chưa? Rồi, bài này là bài L cho thưa quý vị của Julio Iglesias. Giữa tiếng Pháp kêu bằng gì anh? Giữa tiếng Pháp hả? Không biết. Không nên biết. Ok. Milieu. Ready? Ce n'est d'abord rien qu'une mélodie qui va bientôt devenir symphonie. C'est le repos, le calme après la fête, mais c'est bientôt la foudre et la tempête. Elle est si belle, si frêle, c'est comme un mirage. Elle est si douce, sa bouche, c'est un fruit sauvage. Elle est troublante, changeante, mais toujours la même. Elle est fidèle et rebelle, c'est elle que j'aime. Ce n'est d'abord qu'un tout petit nuage qui va bientôt se changer en orage. C'est un ruisseau qui joue et vagabonde, mais c'est bientôt un océan qui gronde. Elle est si belle, si frêle, c'est comme un mirage. Elle est si douce, sa bouche, c'est un fruit sauvage. Elle est troublante, changeante, mais toujours la même. Elle est fidèle, rebelle, c'est elle que j'aime. Elle est si belle, si frêle, c'est comme un mirage. Elle est si douce, sa bouche, c'est un fruit sauvage. Elle est troublante, changeante, mais toujours la même. Elle est fidèle et rebelle, c'est elle que j'aime. Đó là bài nàng, kính thưa quý vị. Hay quá. Bài nàng ha. Nàng, nó phải lịch sự nàng. Sau đây xin các bạn coi phần quảng cáo của Prime Lending.
Chào mừng quý vị đến với Prime Lending Westminster. Prime Lending trực thuộc hệ thống ngân hàng với trên 30 năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên về làm loan cho mua nhà và refinance. Prime Lending làm loan trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nếu quý vị có nhu cầu mua nhà hoặc refinance, Prime Lending sẽ sẵn sàng tư vấn miễn phí. Đến với Prime Lending, quý vị sẽ nhận được một dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-552-9952. Prime Lending Westminster, nơi giấc mơ mua nhà trở nên đơn giản. Yêu cầu Vasa hát thêm vài bài nữa đi trước khi mình chia tay đi. Sao lạ thế nào? Thế lầy là thế nào? Thôi, ta mới phải cố gắng đi. Overtime. Rồi, vậy thôi vài bài thấy anh Lê Toàn anh hát nhiều bài Pháp quá, em cũng phải làm bài Pháp cho nó cho nó giống cái e của cái chương trình hôm nay. Em cũng hát, anh hát à? Đúng rồi, tới giờ dằn dật. Bài hát sau đây chắc Vasa xin gửi tặng quý vị một bài hát cũng xuất phát từ bên Pháp, Le Feu est mort, mà Vasa hát bằng tiếng Anh nhé. Thì Autumn Leaves quý vị nhé. Vô nhỏ nhỏ rồi thôi, toàn anh xin vô. Dạ, vô. vô cái đi. Nhưng mà mình vô tôm la nha. Vô mời. Xin mời. Vô tôm la quý vị. Vô. Rượu nhà mình ngon đấy này. Bia cũng ngon nữa. The falling leaves drift by my window. The falling leaves of red and gold. I see your lips, the sun. Oh,
này rất là quen thuộc, nhưng mà Vasa hát một cái style. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Vasa hát cái style này rất là mê ly, rất là hay, rất là jazzy và rất là quyến rũ. Mà em đứng đờn với mày mà ngồi đờn giống ngủ luôn quá. Anh ngồi nãy giờ mà cứ nhìn ly bia. Làm một bài nữa đi, Vasa. Rồi, show của anh Lê Toàn là sao đây? Lady anh first. Cho em bài nữa hả? Yeah. Trời, hôm nay Vasa, bữa nay là special. Bởi vậy anh biết trước cho nên hát những bài của anh ngắn lại để cho dư dời cho Vasa. Thôi giờ lắng động rồi quý vị. Ok, vậy xin gửi tặng quý vị một bài trước khi gửi lời tạm biệt đến quý vị. Hôm nay rất là vui đã được đến chung với các anh lần đầu tiên. Rất là hân hạnh và hy vọng sẽ có những dịp khác với anh chơi rất là phê. Bài hát chắc là Sa xin ngẫu hứng tặng đến quý vị, chắc là một bài của Kim Tuấn phải không? Nhạc sĩ Kim Tuấn. Cạn, bài Biển Cạn đi nha anh. Cho em, đúng rồi, cho em xin khi chắc là thứ thử nha. Dạ xin trước khi Vasa hát bài cuối cùng tặng quý vị, tôi xin giới thiệu với quý vị tuần sau chúng tôi được hân hạnh mời được một nữ ca sĩ, sự trở lại của nữ ca sĩ Lilian. Mời các bạn. Wow. Look at the leg. Oh my god. Cái hình này chụp đâu hồi trẻ hai mấy tuổi anh ơi. Giờ bỏ lên thả thính vậy chứ không được gì đâu. Tấm hình này có duyên ghê. Quá hot luôn. Anyway, right, okay. cái ban nhạc này mà đi tới đâu là biển cạn tới đó đó. Rồi vô nha, đông chưa? Là thứ đi. Okay. So
Cảm ơn anh. Thank you, thank cảm ơn you, Vasa. Thank you, Vasa. Thank you, anh Lê Toàn. Cảm ơn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi Lung Tung Sen. Và xin hẹn tuần sau với Lilia. Mời các bạn vào tuần sau. Bye bye. Bye bye, 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 bye bà con, chào. Xin cảm ơn. Bye bye. Thank you.